Chào tất cả anh em trở lại với kênh Góc Công Nghệ của mình đây. Hôm nay lại xin phép mở hộp review những sản phẩm mua cho gia đình mình. Những cái sản phẩm mua cho gia đình mình cũng review lên kênh, bởi kênh của mình là kênh công nghệ. Thì đa số mình sẽ đều review lên để cho anh em có một cái tham khảo và một cái trải nghiệm thực tế. Và dùng thực tế nó như nào thì mình sẽ chia sẻ anh em nhé. Bởi vì tất cả những kênh bán ở kênh review thì đa số thì cũng có quảng cáo rồi, ăn quảng cáo rồi. Nên đôi lúc nó cũng video rất là chuyên nghiệp, đôi lúc nó rất là màu mè. Cái video của mình nó đơn sơ, đơn giản nhưng mà nó lại thực tế anh em nhé. Thì hôm nay sẽ xin phép là mở hộp cái máy lọc không khí của Sharp có mã KC F30EVW. Cái mã này là mã dành cho cái phòng có diện tích là từ 15 đến 20 mét vuông. Thì đây là mình mua cho phòng ngủ của mình các bạn nhé. Thì phòng ngủ của mình thì có bao gồm hai vợ chồng mình và một con em bé nhà mình. Phòng đa số là các bạn sẽ ở phòng kín mà cảm thấy mùi nó khó chịu ấy. Nó hay bị sổ mũi các thứ ấy. Đợt này mình cũng hay bị sổ mũi, thế là mình cũng thử mua này trải nghiệm xem nó có hiệu quả không, và dùng cảm nhận thử là lúc không có máy lọc không khí với có máy lọc không khí nó có khác gì nhau không, để có xứng đáng đồng tiền các bạn mua hay không. Tất nhiên có là cái tốt, không có hay thôi, nhưng mà khi có nó có hiệu quả thực sự để anh em bỏ một cái số tiền ra khoảng tầm, nó tùy điện máy bán. Có điện máy thì 5,7 triệu cái này, có chỗ thì 4,8 triệu, nói chung là nó tùy theo các điện máy. Cái này là mẫu năm ra mắt là 2016, năm ra mắt là 2016. Bởi vì mình thấy các mặt hàng máy hút bụi máy là không khí này nó không được phong phú như là các điện máy khác, bởi vì khả năng là cái mức độ ưa chuộng nó vẫn chưa nhiều anh em nhé. Đấy, đa số mọi người nghĩ là vùng quê thì cần gì phải lọc không khí đâu, phải thành thị ấy đâu, ở mình ở vùng quê mà nhà ở trong ngõ nên thực sự là nó cũng không có gì, nó ô không khí nó ô nhiễm quá. Khu công nghiệp thì có nhiều nhưng nó cách rất là xa, không có gì ô nhiễm cả. Nhưng mà mình cảm thấy phòng nó bí, nó ngột ngạt thì cứ lên thử, bởi vì mình làm ra tiền các bạn nên phải ưu tiên sức khỏe cái đầu tiên. Thôi mình sẽ xin phép mở cái hộp này ra xem sản phẩm nó như nào nhé. Đặt nó lên bàn rồi lên khá to. Xốp để đỡ này. Trong này thì toàn xốp thôi, không có gì. Đóng gói cũng như tủ lạnh ấy. Có những cái giấy xanh xanh này giống tủ lạnh. Đây là sách hướng dẫn ở phía bảo hành của Sharp này. Ngày sản xuất của con máy này là tháng 5 2022. Đây là mặt sau của máy này anh em ạ. Đây là cái phần lưới lọc thô này. Nó như là cái lưới lọc ở cái điều trên cái điều hòa ấy. Đây là lưới lọc carbon này. À, than hoạt tính, nhầm. Đây là lưới lọc than hoạt tính, khi sử dụng là mình phải bóc hết ni lông này ra, chứ không là nó sẽ không lọc được, chứ không để ni lông này mà lọc được anh em nhé. Đây, cái khi sử dụng thì cắt hết những cái này ra. Đây là màng lọc PETA gì đấy, mình thấy quảng cáo là bảo là PETA gì đó. Màng lọc là có tuổi thọ khoảng 2 năm. Thế là báo là thế anh em nhé. Màng lọc và bụi mịn P2.5 sao này. Con này có
ba lớp lọc. Đây, khi mình bóc xong thì mình sẽ cho nó vào đây luôn. Đây, đây là màng lọc PETA gì đây, chỉ nhớ lăng máng tên gọi thế thôi. Đây là màng lọc than hoạt tính thì cũng phải bóc lơ lốt. Lăng nhà sản xuất khuyến cáo là 2 năm các bạn thay cái màng trắng này với cái màng đen này một lần. Không biết cái màng nó có đắt không, nhưng mà đây cái màng này chỉ đi rửa vệ sinh nước thôi, rửa nước bằng cái này, còn hai cái màng trong này thì không rửa nước được. Đây, thích cắm này. Dây thít được bó bằng cái lưới này. Đây là mặt sau anh em nhé, đây là mặt trước này. Đây. Công nghệ lọc đáng tin cậy, hệ thống tạo ẩm, cái máy này có tạo ẩm. Em đổ nước vào trong này, nó sẽ tạo ẩm khi anh em sử dụng điều hòa. Đây, khay này khay đổ nước tạo ẩm này, nước đổ đến cái mực này. Đây là cái lưới lọc nước của nó sao này. Nhưng mà cái này chỉ dùng cho mùa hè thôi, mùa này thì không cần. Bây giờ vẫn đang mùa xuân các bạn nhé. Đó, vẫn đang là mùa xuân nên không cần đến cái này. Mình cắm điện vào nó báo ion. Đây mình bật lên. Mình chỉ giới thiệu qua một chút thôi, bởi vì cái đèn xanh này, xanh lá cây này là không khí sạch. Còn màu cam là không khí hơi bẩn, và màu đỏ là cực bẩn. Đấy, lốm là thế. Cái này nó, đây là chống ẩm này. Anh em nào muốn chi tiết kỹ sử dụng thì có thể xem trên các kênh review của các trang điện máy. Cái đây là mình mở hộp mình sử dụng cho cá nhân nhà mình thôi anh em nhé. Đây, chế độ auto các thứ này, chế độ mode này. Cái chế độ haze này nó là chế độ làm nạp không khí sâu, gọi là làm nhanh, nên lọc nhanh cho phòng. Còn đây là để chế độ auto là tự động bình thường. Nhiệt độ ẩm này 62% mà. Phải một tí khả năng nó mới chuẩn được. Đây nó có hai cái tay sách. Thiết kế của nó thì như là một cái quyển sách to ấy. Trên này là đây, không khí sạch nó thở qua đây này. Có tiếng gió ở lên trên này anh em này. Không khí nó sạch nó thổi qua đây. Nó hút ở đằng sau. Màu cam này của mình đổi màu cam các bạn này. Màu cam này. Đổi màu cam thì khả năng là trong cái cửa hàng này của mình nó nhiều hàng quá. Nó sẽ là không khí cũng không được sạch cho lắm. Màu xanh lá cây vừa nãy mới là tụ chuẩn đấy anh em nhé. Đây thì nó hút hết từ đằng lưng này vào. Đấy nó lại thành màu xanh, thì khả năng nó lọc. Đôi lúc nó cảm biến bụi, nó thấy bẩn thì nó báo màu kia luôn. Lại sang màu xanh lại sạch rồi. Tưởng. Trên này là hệ thống gió thả lên này. Cái này mình để lên phòng ngủ cơ chứ không để ở đây. Cửa hàng này toàn hàng nên này lọc đến bao giờ nó mới sạch được. Điện năng tiêu thụ của nó có 27W thôi, ít lắm. Cực kỳ ít nên anh em có cắm cả ngày không sợ tốn điện. À, riêng đối với nhà mình thì điện biết dùng kẹt ra. Dùng không phải là lãng phí đâu. Nhưng mà tất cả mọi thiết bị là cứ dùng thoải mái. Không phải nghĩ là sợ tốn điện. Mình dùng phục vụ cho cuộc sống nó đầy đủ anh em ạ. Thì nên mình cũng chẳng mấy khi mình phải kiểu như dùng rẻ hạt tiền điện đâu, lên các thiết bị cứ dùng kẹt đi. Đấy thì mình cũng chia sẻ thực tế này cũng không phải là khoe, nhưng mà mùa đông nhà mình thì sẽ rơi khoảng 3 triệu tiền điện, còn mùa hè khoảng 5 triệu rưỡi tiền điện, sử dụng nhiều điều hòa. Đấy, mùa đông thì sử dụng đèn sưởi, máy sưởi với cả nóng lạnh thì nó cũng tầm đấy. Đấy là so với gia đình là nhà mình dùng thế, nên mình chia sẻ điện thì mình dùng không phải là mình dùng theo kiểu như là ông nghĩ ông kiếm được tiền ông dùng lãng phí. Không phải, mình dùng rất bình thường, mình không lãng phí một cái gì cả. Nhưng mà nhu cầu nó dùng đến đấy
thì mình phải dùng cái đấy, chứ mình bảo chẳng lẽ phòng nó tối thì bật một cái bóng cho nó tiết kiệm thôi, cái đấy thì không nhắc đến. Còn hôm nay thì mình đã mở hộp và giới thiệu qua cái máy lọc không khí này rồi. Trong một thời gian sử dụng sau, mình sẽ có video đánh giá này cho anh em tham khảo xem, với mức giá khoảng 5 triệu đi, tùy shop 5 triệu 7, 4 triệu 8 tùy theo điện máy bán, thì mua cái máy lọc không khí hay là không mua để phòng mở cửa sổ, cái nào sẽ tốt hơn. Đối với nhà vùng quê thì có thể mở cửa sổ cho thoáng, nhưng mà đôi lúc mở cửa sổ thì có thể mưa hắt này, gió độc này, rồi mùi lọ mùi kia này, côn trùng bay vào này, đôi lúc nó cũng không tiện, nhất là phòng có trẻ nhỏ. Nên mà để đóng kín phòng thì nó an toàn hơn, nhưng mà đóng kín phòng thì nó lại bí, không khí nó ngột ngạt đấy. Thì mình muốn sắm cái này để cho cái hệ thống hít thở cho nó đảm bảo hơn, để xem nó có đúng như là mình mong muốn không anh em nhé. Cảm ơn tất cả anh em đã vào xem video này. Một lần nữa anh em mà thấy like, thấy hay hữu ích thì vui lòng like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình càng theo phát triển. Kênh của mình thì là kênh đi lắp đặt hệ thống camera các tỉnh và lắp máy tính anh em nhé. Nhưng đây nó là đồ công nghệ thì mua cho gia đình thì xin phép review đây để cho anh em cùng tham khảo thôi. Rồi, xin kết thúc video ở đây thôi. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh em. Bye bye.